Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là chức vụ giám mục. Trong Kinh Thánh Timôthê nhất đoạn 3 câu 1 cho đến câu số 7. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 2. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Mục đích ở trong công vụ đoạn 20 câu 28, anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Chúng ta cầu nguyện. Trời trong danh Đức Chúa Giêsu, con dâng thì giờ học Kinh Thánh này cho Chúa. Chúa ơi, không phải là một thói quen để chúng con học và có kiến thức về lời của Ngài, mà chúng con muốn là những con người sẵn sàng cho Đức Chúa Trời sử dụng và xây dựng vương quốc của Ngài theo ý muốn của Ngài, theo lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời mở lòng của cho mỗi một anh chị em chúng con và cho chúng con hiểu ý của Chúa cho cuộc đời của mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của Chúa và cho đất nước của chúng con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Thánh Linh của Ngài tự do để dùng lời của Ngài tẩy rửa chúng con, thánh hóa chúng con và bày tỏ cho chúng con ý muốn của Cha chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Khi chúng ta học về Timôthê nhất hay là sách Timôthê hay là sách của Tít, thường chúng ta nghĩ rằng đây là đặc biệt dành cho những người có chức vụ. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng mỗi một chúng ta, người nào Chúa Giêsu ngày cứu, Ngài đều có công việc cho người đó và người đó trở nên môn đồ của Chúa Giêsu, trở nên những người mà Đức Chúa Trời Ngài sử dụng trong mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Cho nên cái cách của ông Phaolô ông trang bị cho ông Timôthê thì chúng ta cũng là những con người được vào trong lớp này để được trang bị và hiểu biết. Vì cứ mỗi một người chúng ta khi chúng ta tin Chúa thì luôn luôn có những người bên cạnh mình. Và thường khi chúng ta nghĩ đến chữ giám mục, chúng ta nghĩ rằng phải vào trong nhà thờ. Nhưng mà nếu là một người chữ chăn chiên hay là chăn bầy thì rất là gần với chúng ta. Và khi chúng ta tin Chúa rồi, Chúa lại cho để chúng ta đem nhiều người, nhất là những người trong gia đình của chúng ta, vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là những người để làm việc của Ngài, để giúp đỡ cho những người đó trở nên những người bước đi với Đức Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học bài này một cách nghiêm túc để chúng ta được trang bị, và một cách xa hơn trong tương lai, đây là điều mà Chúa đặt để trong lòng của tôi, đó là Chúa Ngài sẽ sử dụng hết thảy những người nào được Chúa trang bị cho nước của Đức Chúa Trời sắp đến, vì sẽ có một số lượng người tin Chúa rất là lớn trong tương lai và cánh cửa giảng tin lành đã được mở ra. Cho nên nếu chúng ta hiểu được tầm quan trọng của nó, Ngài sẽ sức dầu cho chúng ta để cho chúng ta bước đi và được Đức Chúa Trời sử dụng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ học bài này cho đến bài khác, xong rồi chúng ta không có biết cái nào để đem ra ứng dụng vào trong đời sống và giúp đỡ những người mà Đức Chúa Trời Ngài sắp giao cho chúng ta. Trong phương pháp học Kinh Thánh thì chúng ta thấy chúng ta sẽ đọc phân đoạn Kinh Thánh, chúng ta cầu nguyện và chúng ta sẽ coi có mệnh lệnh nào Chúa Ngài muốn chúng ta phải làm theo, có lời hứa nào để giữ lấy, có lời cảnh báo mà phải để ý, mất tội lỗi nào cần phải tránh, có gương tốt nào phải noi theo. Và trong đó có nói gì về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ hay là Đức Thánh Linh. Thì hôm nay qua loạt bài này chúng ta sẽ thấy những mệnh lệnh rất là nhiều và Ngài muốn giúp đỡ cho chúng ta để làm theo lời của Ngài, chớ lấy nghe làm đủ, nhưng mà chúng ta sẽ ứng dụng và chúng ta sẽ thấy được phước. Và trong phần này, ở trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 1, ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Ông Phaolô ông khích lệ là tất cả mọi người đều được Chúa dấy lên, dự phần vào công việc của Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta sẽ coi rằng
giám mục là người như thế nào, có công việc của họ trong hội thánh Chúa giao cho như thế nào. Ở trong Nehemi đoạn 11 câu 9 thì trong thời điểm đó được gọi là các quan trưởng. Joel con trai của Sikrin làm quan trưởng của chúng, còn Juda con trai của Hesenua làm phó quản thành. Còn ở trong thời kỳ của Phaolô thì chúng ta sẽ coi trong Tít ở một câu 5. Mọi việc chưa thu xếp và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Và ở trong Tít đoạn 1 câu 7 nói vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn hay là tham lợi. Cho nên ở đây có ba điều để chúng ta biết là quan trưởng hay là trưởng lão hay là người quản lý nhà của Đức Chúa Trời. Ứng dụng vào trong hội thánh, đây là những cái chức vụ Chúa đặt để họ ứng dụng vào trong mỗi đời sống riêng tư của chúng ta, thì chúng ta cũng là những người đang quản lý hay là đang giữ đền thờ của Đức Chúa Trời. Và nếu ứng dụng vào trong gia đình thì chúng ta cũng là những người được Chúa ngài sử dụng để giúp đỡ cho những người trong gia đình là những người mới tin hay là chưa tin Chúa để chúng ta biết cách mà giúp đỡ họ. Và ở đây mệnh lệnh mà chúng ta phải vâng theo ở trong câu số 2 Timothy nhất đoạn 3 câu 2. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Và trong Timothy nhất đoạn 1 câu 7 câu 8 cũng có nhắc lại điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi các phẩm chất và đạo đức của người giám mục cần có là như vậy. Thì bây giờ cái thứ nhất chúng ta sẽ đi ra từng phần để chúng ta coi làm sao mình có thể ứng dụng được vì dường như là cao quá đối với mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi phần 1, chúng ta thấy vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được ở trong câu 2, phần A. Bây giờ làm thế nào để không chỗ trách được vì chúng ta là con người? Đây là một trong những cái để giúp đỡ cho chúng ta tiến bước với Chúa. Đó là chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ lời của Ngài. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài bắt đầu Ngài giúp đỡ chúng ta, Ngài biến đổi chúng ta và Ngài bắt đầu kiện toàn đời sống của chúng ta. Hai hình ảnh để chúng ta có thể nhìn thấy đó là ông Phi-e-rơ. Và một câu mà Phi-e-rơ ghi lại cho chúng ta ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24. Vì anh em vốn giống như chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Chúa ngài muốn cho chúng ta để chúng ta biết rằng khi chúng ta để Chúa Giêsu là đấng giám mục, có nghĩa là đấng quản lý chúng ta, đấng để lãnh đạo chúng ta, hướng dẫn chúng ta, thì ngài sẽ giúp đỡ chúng ta giống như ngài giúp đỡ Phi-e-rơ. Phi-e-rơ là một người rất là nóng nảy, cái gì ông cũng rất là nhanh và ông cũng là người tự tin vào bản thân hơn là tin cậy vào Chúa. Và ông đã bị vấp ngã không những chối Chúa một lần mà chối đến ba lần. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh của Ngài giáng trên ông, Chúa đã dấy ông lên trở nên một lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Và ông là một trong những cột trụ của hội thánh đầu tiên. Trước đó ông sợ chết, ông chối Chúa. Nhưng mà sau này ông sẵn sàng chết vì danh của Chúa. Và ông cảm thấy vui thích khi bị đánh đập, khi bị bắt bớ, vì ông cảm thấy ông được dự phần trong sự thương khó của Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta cũng vậy, cái con người của Phi-e-rơ đại diện cho mỗi chúng ta hay là đại diện cho những người trăng bày, họ cũng chỉ là con người. Nhưng mà người nào để cho Chúa lãnh đạo giúp đỡ mình thì người đó Ngài sẽ giúp cho để càng ngày càng mạnh mẽ yêu mến Chúa. Và đến giờ cầu nguyện thì
họ sẽ có sự khôn ngoan đến từ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì tài năng là đến từ Chúa chứ không phải từ con người. Và cái thứ hai, chúng ta sẽ thấy được ông Phaolô còn tệ hơn là ông Phi-e-rơ. Mặc dù Phaolô rất là tài giỏi, khôn ngoan, trí thức, học thức rất là nhiều, biết về Chúa theo cách của Cựu Ước, nhưng mà không biết về Chúa trong thời kỳ của ân điển. Cho nên khi mà ông nghe đến danh của Chúa Giêsu thì ông rất là ghét, và không những ông ghét nhưng mà ông lại muốn bắt bớ danh của Chúa. Cho nên chính điều đó, ông là người mà ma quỷ đã sử dụng để tàn phá hội thánh của Chúa trong thời kỳ bấy giờ. Nhưng mà đây chúng ta sẽ coi điều gì ông Phaolô đã nói. Trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 12, ta đã cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Câu số 14, ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta thấy nhờ ân điển của Đức Chúa Giêsu, Ngài ban cho và Ngài đã kêu gọi một con người hung bạo, một con người phạm thượng, một con người bắt bớ. Bây giờ ông trở nên một công cụ sắc bén trong tay của Đức Chúa Trời, và tin lành của Chúa đã giảng ra cho người ngoại. Và ngày hôm nay chúng ta được phước của Chúa, được tin nhận Chúa cũng qua chức vụ của Phaolô. Nhiều người đã tin Chúa và từ đó họ đem tin lành của Chúa rao giảng đến đất nước của chúng ta. Và biết bao nhiêu những con người họ đã chết, cả gia đình ở tại Việt Nam và nhiều đất nước khác. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa và xin Chúa Ngài sức dầu để chúng ta đừng nhìn vào cuộc đời của mình, đừng nhìn vào những cái quá khứ không tốt của mình, nhưng mà nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bước đi trên lời của Ngài từng bước một, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, và nhờ ân điển của Chúa ở trong chúng ta đó, với đức tin và sự yêu thương ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, đừng nhờ cậy nơi con người để cho mình tốt hơn, mà nhờ cậy vào lời của Đức Chúa Trời, nhờ cậy vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta mỗi ngày được cao hơn, hiểu biết Chúa hơn, được ơn hơn và Ngài sử dụng lớn hơn. Và đây cái điều mà Chúa Ngài mong muốn cái người giám mục, đó là chồng phải một vợ. Chúng ta thấy ngày hôm nay hội thánh của Chúa cũng bị rối lên, rất là nhiều mục sư, rất là những con người đã được Chúa gọi, nhưng mà vì một cái điều gì đó, cái sự cám dỗ hay là họ, và họ đã bị vấp phạm trong vấn đề này. Nên đây là một điều để chúng ta cũng cầu nguyện cho đời sống của chúng ta, cũng như con cái của chúng ta, và cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Và thường chúng ta là những người chưa tin Chúa trước đây, cho nên chúng ta cũng bị vấp rất là nhiều trong lĩnh vực này. Nhưng mà nhờ ân điển của Chúa, với sự thương xót của Ngài, xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta, sử dụng chúng ta. Và khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ cầu nguyện cho các thế hệ sau này. Ở trong Malachi đoạn 2 câu 16, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng: ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đức Jehovah vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi chớ đãi cách phỉnh dối. Ở đây chúng ta đọc và chúng ta nói: ồ, sung sướng quá, những người nào mà bỏ vợ là bị Chúa xử lý, Chúa ghét, nhưng mà những người nào bỏ chồng thì chắc ok. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là trong cái thời điểm đó, đa số người vợ bị lệ thuộc với chồng rất là nhiều. Nhưng mà trong thời điểm này chúng ta thấy dường như người vợ và người chồng cũng có những cái quyền nó gần giống như nhau. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta, dù là bỏ vợ hay bỏ chồng, thì trong ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài không có chương trình như vậy. Nhưng mà vì sự cứng lòng của dân sự, vì sự phạm tội của con người, vì sự bị cám dỗ, vì cớ bị tấn công, nhiều điều, cho nên nó đã xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nhưng bây giờ đối với một người Chúa kêu gọi, và Ngài muốn đây là một trong những điều người đó phải giữ trong cái chức vụ của mình. Đó là nói với những người đứng
và họ hầu việc Chúa trực tiếp với Hội Thánh. Nhưng mà đối với chúng ta, kể từ giờ phút này, chúng ta cũng hãy học điều này và coi điều này như là một cái mệnh lệnh ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới không bị ma quỷ tấn công. Còn nếu không, rất là dễ chúng ta đi ra ngoài gặp những người hơn chồng của chúng ta, thì chúng ta rất là dễ bị nghiêng lệch trong cái ý tưởng này. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ cái người này có tiết độ, làm sao có tiết độ? Thực sự ra tội tiết độ là tội mà dù là mục sư truyền đạo hay là con cái Chúa đều bị dính cái vấn đề này. Thì chúng ta thấy khi chúng ta làm cái điều gì mà nó không có tiết độ, nó đem đến cái hậu quả xấu. Ví dụ đi thăm viếng nhiều quá, không có thời giờ nghỉ ngơi, cũng sinh ra bệnh tật, rồi đổ thừa cho ma quỷ, rồi đổ thừa cho Chúa. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải thấy được rằng trong cái vấn đề thăm viếng, chăm sóc hay bất cứ điều gì, chúng ta đều phải có sự tiết độ. Và ngay cả đời sống tại nhà của chúng ta nhờ Chúa để có sự tiết độ. Trước đây khi mà tôi thức nhiều quá và tôi không có ngủ đúng giờ thì tôi thấy sức khỏe của tôi cũng bị tấn công. Cho nên tôi ăn năn với Chúa thì Ngài phục hồi cái điều đó và tôi nhờ Chúa để không có bị vấp như điều tôi đã vấp. Cho nên xin Chúa Ngài giúp, và đó chỉ là một lĩnh vực, còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta tiết độ, và nhất là những người để được sẵn sàng chuẩn bị cho Chúa sử dụng. Đây là một điều rất quan trọng, vì cớ chúng ta chạy đường dài, chứ không phải chỉ là ồ, thôi bây giờ chúng ta làm 1-2-3 bữa rồi chúng ta nghỉ. Đó. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta là những con người sẵn sàng để chạy marathon, chạy ra marathon thời gian rất là dài. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta chạy đến đích, vì đó là điều Ngài muốn mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên có nhiều người vì cớ không tiết độ, cho nên họ phải bị dứt rất là sớm, bỏ cuộc rất là sớm, hoặc là họ về với Chúa sớm. Xin Chúa Ngài cho con ai mà muốn về với Chúa sớm thì cứ không tiết độ đi, thì chắc chắn là cũng đi sớm thôi. Và đây một điều Chúa yêu cầu của cái người giám mục, đó là có tài trí và xứng đáng. Trong Sách Thi Ký đoạn 18 câu 21, nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe kỹ nè, tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc 100 người, hoặc 50 người, hoặc 10 người. Ở trong công vụ đoạn 6 câu 3, vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và giảng đạo và chức vụ giảng đạo. Chúa Ngài mong muốn Ngài nhìn mỗi cuộc đời của chúng ta để Ngài giao việc. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta rất là thích để hầu việc Chúa. Tôi thấy tôi cảm ơn Chúa vì khi tôi tiếp xúc, người nào cũng muốn hầu việc Chúa cả. Nhưng mà tại sao chúng ta gặp rất là nhiều sự tấn công khi chúng ta bắt đầu hầu việc Chúa? Thứ nhất, vì cớ chúng ta chưa được trang bị để biết cách đối diện với những sự khó khăn. Thứ hai, cứ dùng những sự khó khăn để trang bị đời sống của chúng ta mà chúng ta lại không biết. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để qua cái sự trang bị đó, Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được vào trong lớp của Phao-lô, và chúng ta là những Timôthê của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài trang bị cho chúng ta ngay trong giờ phút này. Và giống như ở trên chúng ta học đó, Phi-rơ hay là Phao-lô, cái quá khứ của họ không tốt. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi và Chúa Thánh Linh Ngài thay đổi cuộc đời của họ, thì họ bắt đầu họ sống trong đường lối của Ngài. Một điều đáng tiếc ngày hôm nay là chúng ta tin Chúa xong, lúc mới tin Chúa chúng ta rất là mạnh mẽ, yêu mến Chúa và có một cái sự biến đổi của Chúa rất là nhanh. Nhưng mà sau đó bắt đầu chúng ta lý trí hơn, chúng ta học được nhiều kinh thánh hơn, chúng ta biết được nhiều người hơn, chúng ta bắt đầu rộng hơn trong cái tầm nhìn của chúng ta hay là mối quan hệ của chúng ta, thì bắt đầu chúng ta trở nên khó dạy, không muốn nghe những người khác dạy dỗ mình, không muốn người khác đụng mình, bởi bây giờ mình cũng là thầy mà. Cho nên đó là điều mà chính người đó gây sự tổn hại cho cuộc đời của họ.
Thứ nhất, chưa đến thời điểm của Chúa. Thứ hai, chưa được trang bị, giống như hồi nãy tôi nói đó, chưa được trang bị và khi bị tấn công là bắt đầu cảm thấy bị tổn thương, rồi ma quỷ nó nhốt lại một chỗ và không còn hầu việc Chúa được nữa. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta để Chúa ngài chọn chúng ta, Chúa ngài thấy mỗi một chúng ta trung tín trong việc nhỏ, trung tín tại nơi phòng ăn, trung tín tại nơi nhà bếp, trung tín tại nơi nhà riêng của mình, tại nơi nhà hàng, tại nơi chợ búa, vì thiên sứ của Chúa đi theo chúng ta để coi thử chúng ta trung tín ở chỗ nào. Và khi chúng ta trung tín trong những cuộc nói chuyện qua điện thoại, những email, những Facebook, bất cứ điều gì mà ngài nhìn cái thái độ và tấm lòng của chúng ta thì ngài sẽ giao việc cho chúng ta. Một điều ngài muốn chúng ta đó là phải kính sợ Chúa, phải đầy dẫy Đức Thánh Linh của ngài. Đó là một trong những cái để chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Bây giờ làm sao để có tài trí xứng đáng? Câu trên có nói sự kính sợ và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thì bây giờ tôi muốn nói rõ để cho anh em thấy. Ở trong Luca đoạn 11 câu 13, Chúa ngài tỏ cho chúng ta: Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin ngài sao? Cho nên ngài luôn luôn ban Đức Thánh Linh của ngài để giúp đỡ chúng ta, vì ngài biết chúng ta là người dưới đất, làm sao làm được công việc ở trên trời? Vì công việc hầu việc Chúa là công việc của thiên đàng, không phải công việc của trần gian này. Mà bây giờ lấy sự khôn ngoan, sức lực, lấy tất cả những cái gì tài năng của mình để làm công việc của thiên đàng, nó không thể kết quả theo ý muốn của Đức Chúa Trời được. Cho nên chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh. Và khi ông David đó, ông vẽ cái đền thờ đó, thì ông nói là ông nhận cái kiểu mẫu đó đến từ Đức Thánh Linh. Ngày hôm nay chúng ta đang xây dựng những đền thờ của Chúa, mà những đền thờ này nó đang di động, đó là những con người. Mà nếu chúng ta không biết cách bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, làm sao chúng ta xây dựng để cho họ vào, họ gặp được Chúa của mình được? Cho nên chúng ta cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh của Chúa biết được những điều bí mật trong lòng của con người, và Chúa cũng biết được những điều mầu nhiệm từ nơi lòng của Đức Chúa Trời. Cho nên bởi Ngài, qua Ngài, nhờ Ngài, chúng ta được nối kết và Ngài chuyển giao điều đó cho chúng ta, và chúng ta đem sự gây dựng đến cho những người chúng ta cần gây dựng, đến cho những người chúng ta xây họ theo kiểu mẫu của nước Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nghiền đoạn 3 câu 5: Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 11: Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi. Thế ý ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngài ban cho ông Phaolô tài năng. Nếu mà nói về tài năng, ông Phaolô rất là giỏi, ông có thể hiểu biết rất là rộng. Nhưng đối với nước trời, ông cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chính Chúa ngài ban cho ông những sự bày tỏ về lời của ngài, bày tỏ về sự mầu nhiệm cho dân ngoại, bày tỏ về cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Những điều đó đến từ Đức Thánh Linh. Cho nên có thể với cái kiến thức của chúng ta cho họ kiến thức. Nhưng mà nếu với Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ cho họ hiểu về nước của Đức Chúa Trời, hiểu về lời của Đức Chúa Trời, hiểu về ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nhờ Thánh Linh của Chúa ngài ban cho mỗi người những cái ân tứ để hầu việc Chúa. Cho nên chúng ta là những người để bởi ơn của Đức Chúa Trời ngài giúp cho chúng ta, và ngài ban ân tứ của ngài riêng cho từng người. Ngày hôm nay mà có một điều đó là chúng ta thích ân tứ của người khác. Ồ, thấy anh đó hát hay quá, anh đó đàn hay quá, mình muốn cái đó. Ồ, anh này giảng dạy hay quá, tôi thích cái đó. Nhưng mà mỗi người đều có thể bày tỏ tin lành quyền năng của Chúa ngay trong ân tứ Chúa ban cho mình, ngay cái chỗ chúng ta đang sống, ngay những gì chúng ta có. Qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ngài vẫn tuôn đổ như thường. Nhưng mà ngài kêu gọi mỗi người, giống như trong thân thể Chúa Giêsu là đầu, bây giờ trong thân thể của chúng ta có rất là nhiều phần khác nhau, và mỗi phần, bây giờ nếu một cái thân thể mà người nào cũng thích con mắt hết,
người nào cũng thích tay hết, người nào cũng thích chân hết, thì chúng ta nghĩ trong cái thân thể bây giờ tay nó mọc hết lên đầu, chân nó mọc lên hai vai, thì bây giờ chúng ta nghĩ thấy con người đó là chúng ta thì nghĩ chúng ta rất là sợ. Cho nên thân thể của Chúa đừng trở nên lạ lùng, lạ kỳ chứ không phải lạ lùng. Vì cứ chúng ta muốn công việc của người khác mà chúng ta lại không đứng trong cái chức vụ và những cái gì mà Chúa ban cho chúng ta. Có nhiều người rất là có ơn trong vấn đề chăm sóc, trong vấn đề truyền giảng, trong vấn đề thăm viếng, bình cầu nguyện, rất là nhiều điều. Nhưng mà cái điểm nào mạnh chúng ta cứ tiến vào cái điểm đó, thì qua cái điều đó những ân tứ khác bắt đầu phát lộ ra. Vì trung tín một cái, Chúa sẽ cho chúng ta nhiều hơn. Và ông Phaolô có rất là nhiều ân tứ của Chúa ban cho để xây dựng một hội thánh. Những cái gì mà Chúa cần cho hội thánh của Đức Chúa Trời thì Ngài chuyển qua con người để qua con người đó giúp đỡ hội thánh của Chúa. Và ngày hôm nay rất là dễ những cái ơn như là ơn tiên tri hay là ơn cầu nguyện chữa lành, người ta rất là dễ trở nên kiêu ngạo và nghĩ rằng mình là cái người có cái đó, cho nên bắt đầu sử dụng cái đó để làm trở nên cái nguồn lợi riêng của mình. Thì những người đó họ sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Nhưng mà mỗi một chúng ta cũng cẩn thận, vì trong tương lai tôi tin rằng Chúa sẽ cho chúng ta rất là nhiều ơn để hầu việc Ngài. Cho nên bây giờ hãy trung tín, hãy cẩn thận. Không phải tôi nói điều này cho nên ô tôi thấy ông đó, tôi thấy bà đó. Hãy nhìn vào chính mình đi. Và chính điều này tôi cũng nói cho mình, để tôi phải cẩn thận trong đời sống của tôi, trong cái sự hầu việc Chúa của tôi nữa. Chứ tôi không phải nói điều này mang cái tính cách để chỉ trích người khác. Và trong Châm ngôn đoạn 8 câu 11, chúng ta thấy cái bí quyết để được ơn. Và hồi nãy ở phần trên tôi có nhắc cái chữ đó, đó là kính sợ Chúa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Làm sao để kính sợ Chúa? Hãy ghét điều ác. Cái gì mà ác là đừng có dự phần. Ta ghét sự kiêu ngạo, sắc sược, con đường ác và miệng gian tà. Đây là những điều mà Chúa không muốn. Và những gì Chúa không muốn thì chúng ta đừng dự phần vào. Vì chúng ta dự phần vào là chúng ta đã mở cánh cửa cho ma quỷ tấn công vào trong chức vụ của chúng ta. Và chúng ta thấy rất là dễ khi mà hầu việc Chúa mà chưa được ơn á, thì chúng ta còn khiêm nhường. Nhưng mà khi bắt đầu được ơn và được Chúa sử dụng nhiều thì chúng ta trở nên kiêu ngạo. Và ở đây Chúa Ngài không muốn chúng ta kiêu ngạo, vì kiêu ngạo là bản tánh của Satan. Và khi chúng con người phạm tội, vì Eva đã kiêu ngạo và phạm tội, thì cái bản chất đó nó nằm ở trong chúng ta, trong cái bản ngã của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhạy bén để loại nó ra, vì nếu không chúng ta sẽ rơi trong bẫy của nó lúc nào chúng ta không biết. Thì chính những cái điều đó nó làm trở ngại sự tinh tính của chúng ta, sự hầu việc Chúa của chúng ta và mối thông công của chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì mình trở nên kẻ mà Chúa ghét rồi, vì mình làm những cái điều mà Chúa không ưa thích. Và đây sự kiêu ngạo nó sẽ dẫn đến sự tất tượng, coi mình là lớn hơn hết, coi mình là quan trọng, coi ai chẳng ra gì cả. Và đây con đường cái ác và miệng gian tà, chúng ta thấy môi miệng của chúng ta nhiều khi chúng ta nói những điều ác, chúng ta khoe khoang về chính mình mà chúng ta không biết. Cho nên ở đây là một điều để chúng ta nhờ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Ngài giúp đỡ chúng ta, cứu chúng ta. Và thường đa số bị rơi trong tình trạng này, chứ không phải là một con người nào có, người nào không có. Nhưng mà người nào nhạy bén nhờ cậy Đức Thánh Linh của Chúa thì Ngài cho chúng ta để chúng ta không bị vướng vào. Câu 14, mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta. Ta là sự thông sáng, năng lực vốn thuộc về ta. Nhờ ta các vua cai trị và những quan trưởng định sự công bình. Nhờ ta các quan trưởng, người tước vị và các quan xét thế gian đều quản hạt. Cảm tạ Chúa, từ nơi cái nguồn, nơi Đức Chúa Trời đó, chúng ta có tất cả mọi điều. Và trong Ê-phê-sô đoạn 1 nói rất là nhiều phước hạnh, những ân phước thiêng liêng các nơi trên trời, Ngài đổ xuống cho những người tin cậy nơi Ngài, kính sợ Ngài. Vì nếu Chúa giao cho những công việc, và tôi thấy có nhiều người vì cớ họ được ơn nhưng mà họ không kính sợ Chúa, cho nên cuối cùng không những họ bỏ chức vụ mà họ họ còn gây cho rất là nhiều điều tổn hại trong gia đình của họ và cũng như nhiều linh hồn khác.
Cho nên đây là một điều chúng ta cần cảnh giác và xin Chúa giúp cho chúng ta, dù là một chức vụ giám mục hay là một người hầu việc Chúa trong những lĩnh vực nào, hay là một con người sống tại trong gia đình mình, sự kính sợ Đức Chúa Trời vẫn là điều Chúa Ngài lưu ý chúng ta, và Ngài muốn chúng ta đi trong sự ưa thích của Ngài, để chúng ta không có bị ma quỷ nó tiêu diệt công nhân của Đức Chúa Trời hay là đời sống của chúng ta. Và một điều mà người giám mục cần phải có nữa, đó là hay tiếp khách. Ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa là những anh em Việt Nam của chúng ta vẫn còn cái ân tứ này trong đời sống của họ. Và tôi thấy nhất là người miền Tây đó, họ rời rọng tiếp khách. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta là những con người có lòng tiếp khách. Vì nhiều khi chúng ta tiếp thiên sứ mà chúng ta không biết. Nhiều khi Chúa đưa những con người đến trong cuộc đời của chúng ta để thử thử tấm lòng của chúng ta đối với Ngài như thế nào. Nhiều khi chúng ta nói, ôi con yêu Chúa lắm, con tôn cao Chúa, con chúc tụng Chúa. Chúa ơi con yêu thương anh em của chúng con. Nhưng mà khi mà Chúa đưa cái người mà thấy dơ giấy, ốm yếu, tật nguyền mà ngồi gần chúng ta thôi là chúng ta bắt đầu xích đó, né đó. Cái lần sau mà né được á, cái tránh mấy hàng ghế luôn, không dám ngồi gần mấy người đó. Thì đó là thái độ để Chúa cho chúng ta coi thử trong hội thánh chúng ta có tiếp những anh em của chúng ta hay không, tại gia đình chúng ta có tiếp anh em của chúng ta như điều Chúa mong muốn hay không. Có một ông mục sư kia, ông được mời tới giảng và ông đến trước đó và ông trở nên một người ăn xin, dơ giấy bẩn thỉu, ông ngồi vậy đó. Khi mà ông vào trong hội thánh đó, không ai chào, hình như có một vài người chào, xong rồi ông ngồi dưới hàng ghế cuối cùng. Và đến khi giới thiệu, hôm nay chúng ta sẽ có một mục sư để đến và ông có thể là người để quản nhiệm hội thánh đó. Và khi mà vào đó, khi mà giới thiệu đó, thì ông đứng dậy, ông bước lên. Tất cả mọi người đều chân hửng hết. Ôi đây là mục sư mà sao nhìn sao thấy ông ghê quá vậy? Đó. Và sau đó ông đã lên và ông đã giảng cái bài giảng về cái sự yêu thương, về cái sự tiếp đãi của những anh chị em trong hội thánh. Nhiều khi chúng ta chỉ nói thôi, nhưng mà đụng chuyện á, thì chúng ta lại không làm được. Và khi mà nhà tôi đó, tôi có mời, trước đây khi mà tôi chưa tham dự vào chương trình online, thì tôi hay Giáng sinh tôi hay mời, hoặc là lễ tạ ơn tôi mời những người mà không có gia đình đó, ở trong hội thánh đó, đến để ăn buổi tối. Mà khi một người kia họ vào thì trời tuyết, cho nên họ mang cái đôi giày mà trên thảm đó, họ mang từ ở ngoài đường đi vô thẳng trong nhà, đi qua thảm thì từng cái bước chân của ổng là những cái vết bùn sình đầy trong căn nhà của tôi. Tôi nhìn ổng tôi cười, tôi nói ổng nhìn tôi cái tôi nói không sao, tại vì khi mình đã mời người ta là mình chấp nhận, và mình đã mời những người họ đã ở trong cái tình trạng như vậy là chúng ta phải chấp nhận họ hơn là nhìn họ với cặp mắt không thân thiện, hoặc là mình cảm thấy rằng ô tại sao mình mời những người này. Mà khi sau đó thì tôi không nói gì hết, tôi đi lau hết những cái vết vì nó dính sâu xuống thì phải rửa nhà rất là cực, và ổng tự động ổng cởi giày ổng bỏ ra ngoài. Đó, và chúng tôi có một bữa ăn rất là vui vẻ. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta, nếu mà cứ nhìn cái chuyện nhỏ mà chúng ta còn không làm được thì lấy đâu chúng ta nói rằng chúng ta tiếp Chúa của chúng ta được. Cho nên hãy tiếp những người chung quanh chúng ta. Nhưng mà đây cũng là điều chúng ta cẩn thận, vì cớ có nhiều người tiếp ăn cướp vào nhà mà không biết. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa ngày dẫn dắt chúng ta. Và vì cớ ngày hôm nay có quá nhiều sự lường gạt, cho nên làm cho lòng của chúng ta bị đóng lại vì rất là sợ hãi. Nhưng mà với những người kính sợ Đức Chúa Trời và Ngài ban cho chúng ta có sự khôn ngoan, thì chúng ta bởi ơn của Chúa, Ngài sẽ đưa những người của Chúa đến, và dù có ăn cướp đi chăng nữa, Chúa cũng có quyền để đem cái sự biến đổi của Chúa cho những người xung quanh chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước và giúp đỡ chúng ta. Và một điều nữa, đó là phải khéo dạy dỗ. Một người chịu trách nhiệm trong hội thánh mà không có khéo dạy dỗ thì chúng ta sẽ thấy được là rất là khó để cho chiên được lớn lên. Và nếu mà chúng ta thấy những người lãnh đạo của chúng ta hay là những người chịu trách nhiệm trong hội thánh mà chưa có ơn này, hãy cầu nguyện để xin Chúa phú cho, vì đây là điều đến từ Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri,
người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Chức vụ ở trong hội thánh của Chúa, Ngài xếp đặt một cách rất là rõ ràng. Kinh Chúa Ngài sức dầu cho từng người để làm trọn công việc của Chúa. Và nếu ai chưa có, như hồi nãy tôi đã nói, hãy cầu nguyện, hãy tìm kiếm Chúa, thì chính Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta để Ngài được vinh hiển, chứ không phải để cho chúng ta được vinh hiển. Trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 24, vả tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cãi, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả. Chúa chỉ cho chúng ta hay chưa? Mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý của nó. Chúng ta thấy khi mà ma quỷ nó bắt cái người nào rồi á, là nó dùng người đó theo ý của nó. Vào trong hội thánh là cãi, thôi là cãi, không biết ở nhà có trồng cãi, có bán cãi gì không mà đem cãi vào hội thánh rất là nhiều. Đó, rồi gì nữa? Chống đối và gây sự khó khăn cho hội thánh. Nhưng mà đây Chúa nói, Ngài ban cho chúng ta có ơn của Chúa, và chúng ta không cần phải cãi với họ, vì Chúa sẽ cãi cọ cùng cả kẻ cãi cọ chúng ta, chinh chiến cùng kẻ chinh chiến cùng chúng ta. Và cái kẻ cãi cọ, kẻ chinh chiến bên sau đó là công việc của Satan. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta biết điều đó và chúng ta khóa nó lại, và chúng ta dùng cái quyền năng của Ngài, dùng ơn của Ngài trong cái tinh thần nhịn nhục. Vì nhiều khi ma quỷ nó dùng cái điều đó để sốc chúng ta lên, bắt đầu chúng ta thạnh nộ lên, chúng ta tuôn đổ những cái không cần thiết. Bởi vì khi mà giận nó, chúng ta lỡ nói những cái lời không đáng nói thì chúng ta bị khinh rẻ vì cớ cái lời nói của chúng ta. Cho nên chúng ta nhờ Chúa để xin Chúa Ngài ban cho chúng ta có sự nhịn nhục để đối diện những điều đó bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và giống như những người họ chống đối các đệ tử của Chúa trong thời kỳ trong Kinh Thánh, chúng ta thấy không? Chúa Ngài đối diện với những người đó và Ngài có cách để Ngài giải quyết. Và ở đây Chúa Ngài mong muốn không phải Ngài tiêu diệt. Ví dụ như ông Elise, khi 10 đứa trẻ nó chọc giận ông thì các con gấu nó ra đã xé hết những cái đứa trẻ đó. Nhưng mà chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển thì chúng ta không có muốn những cái điều đó xảy ra. Nhưng mà điều Ngài mong muốn đó gì? Đó là làm sao để họ ăn năn và nhận biết lẽ thật. Vì khi chúng ta cãi, không bao giờ Chúa Thánh Linh Ngài làm việc để Ngài giúp đỡ cho chúng ta khi cơn giận chúng ta nổi lên, vì sự giận của chúng ta không làm nên sự công bình của Chúa. Cho nên Chúa Ngài cho để họ ăn năn, có nghĩa là họ từ bỏ cái điều đó, và một cái điều quan trọng đó là nhận biết lẽ thật hay là nhìn biết lẽ thật. Và khi mà họ nhìn biết lẽ thật của Chúa thì họ được buông tha, họ tỉnh ngộ, họ gỡ mình ra khỏi lưới. Chúng ta thấy không? Lời của Chúa quyền năng hơn. Lời của Chúa đem đến cho họ để họ thấy và họ có thể họ gỡ họ ra khỏi lưới, vì họ đang dính vào trong cái bẫy của ma quỷ. Nó bắt để trở nên nô lệ, để phá hội thánh của Đức Chúa Trời. Và giống như ông Phaolô cũng vậy. Ông nói là ông làm trong khi ông còn ngu muội, khi ông không biết lẽ thật. Và ông bắt bớ Đức Chúa Giêsu, cho đến khi ông gặp được Chúa thì ông trở nên công cụ sắc bén của Chúa Giêsu. Cho nên đây là điều để chúng ta cần để lưu ý. Chúng ta ngưng một câu hỏi một chút xíu. Chờ trong danh của Đức Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa về những điều Chúa dạy dỗ chúng con, và Ngài muốn cho chúng con được trang bị đời sống tinh kính của mình, đạo đức của thiên đàng. Ở đây không phải đạo đức ở bên ngoài, mà đạo đức từ nơi trong sâu thẳm của chúng con đối với Ngài. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con, để chúng con là những người giúp đỡ các đệ tớ của Chúa hầu việc Ngài. Mặc dù nhiều khi chúng con không trực tiếp làm chức giám mục của hội thánh, nhưng mà Ngài muốn cho chúng con để qua sự sức dầu của Ngài, và chúng con có thể trưng bày nhỏ của Chúa tại trong gia đình, cháu của chúng con, em của chúng con, bạn bè, hàng xóm, tất cả những người Chúa giao cho chúng con. Và qua cái sự kính sợ Chúa, qua những ơn Chúa ban cho, thì Ngài cũng giúp chúng con để giúp đỡ cho các đầy tớ của Chúa trong nhà của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cho chúng con đứng đúng vị trí của mình, không có tranh giành, không có hơn thua với người khác, vì chúng con biết mỗi một người chúng con đã được có phần ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Giờ phút này bởi đức tin, chúng con đưa tay lên hướng về Ngài và xin
sự sức giàu của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, tài năng của Chúa để giúp cho chúng con bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và xin Chúa đặt trong mỗi chúng con sự kính sợ Ngài. Vì không kính sợ Chúa, chúng con trở nên công cụ của Satan. Mà chúng con kính sợ Chúa thì chúng con được làm việc với Ngài. Cho nên chúng con cảm ơn Ngài vì điều này. Và nhờ Ngài, chúng con có thể giúp đỡ từ chính bản thân mình cho đến hội thánh và cho những người chung quanh của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Và con xin Chúa ngài tha thứ vì trong những ngày qua, nhiều khi chúng con đối xử với anh em chúng con không tốt, nhất là những người trong hội thánh. Nếu chúng con thấy họ sạch sẽ thì chúng con thích gần, nhưng mà nếu chúng con thấy họ dơ giấy hay là như thế nào đó thì chúng con coi họ là những người ô uế hay là những người tội lỗi hay là những người không xứng đáng. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng con mặc lấy tâm tình của Đức Chúa Giêsu, vì khi ngài còn tại thế, ngài đã ăn uống với những người thâu thuế, ngài đã đến với những người tội lỗi để cứu những người đó. Xin Chúa ngài tha thứ, giải cứu và giúp đỡ chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn ngài và ngài ban cho chúng con có ơn để bởi ân điển của Chúa và bởi chính Chúa ngài ở trong chúng con, ngài cho chúng con sự kiên nhẫn, sự nhịn nhục của ngài vì tự chúng con không làm được, và ngài ban cho chúng con sự mềm mại bởi thánh linh của Đức Chúa Trời để những người chống đối chúng con họ phải hổ thẹn. Và chúng con giao việc này cho Chúa và xin Chúa giúp cho những người đó nhận biết lẽ thật của Chúa để sớm tỉnh ngộ, gỡ mình khỏi lưới của ma quỷ. Vì ma quỷ đã bắt lấy họ thì bây giờ chúng con là những người để đem lẽ thật của Chúa cho sự buông tha. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con dâng đời sống con cho ngài với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và bây giờ ở đây một cái điều mà Chúa ngài mong muốn nơi người giám mục, và tôi cũng nói là ngài mong muốn trong mỗi cuộc đời của chúng ta, đó là những điều không nên có. Trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 3, đừng mê rượu, đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng tham tiền bạc. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần ở trong cái câu này, nó là đừng mê rượu, vì trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18, đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta học trong những bài sắp tới, chúng ta sẽ đụng đến cái chỗ mà ông Phaolô nói Timôthê là hãy uống ít rượu vì tỳ vị của con. Và nhiều người đã dựa vào câu này và nói rằng là ồ, Chúa, ông Phaolô biểu ông Timôthê mà, kinh tôi cũng có quyền để tôi uống rượu. Thật sự ra ký vấn đề của chúng ta nói, Chúa biết cái nguồn gốc nó đến từ đâu. Và những cái điều Phaolô nói, Chúa cũng biết cái nguồn gốc nó đến từ đâu. Phaolô chỉ giúp đỡ cho Timôthê để có sức khỏe tốt trong sự hầu việc Chúa. Còn ngày hôm nay nhiều khi chúng ta dùng cái câu đó để muốn, vì cái chúng ta muốn uống rượu thì điều này nó khác. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta và chúng ta có quyền để chọn cho mình như thế nào trong cái vấn đề chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Và đừng hung bạo ở trong Thi Thiên 11 câu 5. Nhưng lòng ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Và trong Galati đoạn 5 câu 22, nhưng trái của Thánh Linh đó là sự mềm mại. Chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều khi cái tánh của chúng ta nó còn có một cái gì đó nó giữ ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta gần Chúa, chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta chịu đựng được. Nhưng mà khi bắt đầu hết chịu đựng là chúng ta bùng nổ đó, la hét lên, hay là chúng ta chửi người khác, hay chúng ta nói rất là nặng với người khác. Đây là một điều chúng ta cần phải giải quyết với Chúa. Đừng để nó, vì đây là điều mà Chúa ngài không thích. Chúa nói là Chúa ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Có nhiều người rất là hung dữ, giận lên một cái là thôi, mặt mày đỏ lên hoặc là mặt mày tím đi hay là xanh đi, tôi không biết. Đó, rồi bắt đầu là khai phóng những cái điều mà không đến từ Chúa cho cái người đối diện với mình hay là cho những người xung quanh, hoặc là cho con cái của mình. Và chính mỗi lần chúng ta làm như vậy là chúng ta đã gieo ra những cái hạt giống độc xung quanh chúng ta. Và chính cái những cái hạt giống đó nó sẽ lớn lên. Và nó lớn lên thì bắt đầu nó là gai, là gốc, nó là những cái cây của sự chết. Chính cái đó nó cào, nó bấu chúng ta, nó nhiễm độc chúng ta mà chúng ta không biết. Và khi mà chúng ta hết giận rồi đâu còn nhớ nữa.
Cho nên khi bắt đầu những cái hạt giống đó nó nảy mầm, nó kết quả, bắt đầu nó nghịch lại, nó tấn công chúng ta vì chúng ta phải gặp cái đó. Bắt đầu chúng ta than phiền, Chúa ơi con yêu mến Ngài, Chúa ơi con đâu có làm gì người đó đâu, tại sao người đó tấn công con, tại sao con đi nhóm chỗ này con cũng bị tấn công, con đi nhóm chỗ khác con cũng bị tấn công. Hãy nhìn lại coi thử mình đã gieo nó từ đâu, hãy diệt cái hạt giống mình gieo đó thì cái cây đó nó sẽ chết. Vì Ngài ban cho chúng ta có quyền nhổ, có quyền trồng, có quyền phán, có quyền diệt. Cho nên chúng ta lỡ trồng những cái cây độc đó, hãy nhìn lên Chúa Giêsu để tiêu diệt nó, đốn nó, giải quyết nó tận nơi gốc rễ của chúng ta, thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng nên xin Chúa Ngài ban ơn và Ngài giúp đỡ cho chúng ta để thay vì đó, một là hung bạo, hai là mềm mại, chúng ta chọn điều nào. Cho nên mỗi lần mà tôi thường dùng cái từ là coi như lên cơn đó, cho nên khi mà chúng ta có những cái gọi là cái cơn giận nó đến đó, hãy kiểm soát nó ngay, vì Chúa Ngài cho chúng ta có quyền để kiểm soát. Và hãy cầu nguyện với Chúa như thế này: rồi con biết điều này không đến từ Chúa, bây giờ trong danh Chúa Giêsu con ra lệnh cho nó cơn giận này phải lui ra khỏi, vì cơn giận của loài người không làm nên sự công bình của Chúa. Cho nên con từ chối những điều này và con nhận lấy sự mềm mại của Đức Thánh Linh. Xin Đức Thánh Linh giúp con trong giờ phút này, Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trong con trong giờ phút này. Và ta nói rằng những cái gốc rễ của sự hung bạo, của sự nổi giận, người bị tiêu diệt vì Đức Chúa Giêsu đã đóng đinh người trên thập tự giá rồi. Cho nên bây giờ con đang chết và Chúa là đấng sống trong con. Thì khi mà chúng ta nói như vậy thì Chúa Ngài bắt đầu Ngài hành động trong chúng ta. Còn nếu mà người ta chọc chúng ta, có chúng ta giận lên và chúng ta nói là tại người đó chọc mình, nhưng mà không phải, cái bản ngã nó nằm đó. Cho nên ma quỷ nó biết là nó đưa người đến, đụng vô một cái là bung ra, đụng vô một cái là bung ra. Cho nên chúng ta phải giải quyết, đừng để, vì mỗi lần như vậy tôi không biết anh em nhưng mà tôi cảm thấy là tiếc lắm, vì chúng ta đánh mất rất là nhiều điều phước hạnh đáng lý chúng ta xác nhận rồi, nó chỉ cần chọt một cái là chúng ta bị đánh mất ngay, rồi chúng ta phải làm lại. Cho nên xin Chúa này giúp cho chúng ta. Rồi bây giờ một người giám mục hay là một người hầu việc Chúa hay là một người sẽ hầu việc Chúa đừng ham tiền bạc. Trong Mi-thi đoạn 3 câu 11, các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công. Còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc, rồi chúng nó nương cậy Đức Giê-hô-va mà rằng Đức Giê-hô-va há chẳng ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 10, bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Judas Iscariot là một hình ảnh để chúng ta thấy rằng đây là một môn đồ của Chúa Giêsu, người đã đi với Chúa Giêsu, ở với Chúa Giêsu, học với Chúa Giêsu và kinh nghiệm được quyền năng của Chúa cũng như các sứ đồ khác. Vì khi Chúa sai đi từng đôi một thì trong đó có Judas Iscariot. Và khi mà đi ra thì quyền năng dấu kỳ phép lạ, và chính ông cũng đã là người thấy Đức Chúa Giêsu kêu Lazarus từ kẻ chết sống lại, và Chúa Giêsu Ngài dạy rất là nhiều điều. Nhưng vì cớ nào mà ông lại phải bị rơi trong tình trạng đó? Ở trong Giăng đoạn 12 câu 6, anh ta nói vậy chẳng phải vì quan tâm gì đến người nghèo, nhưng vì vốn là tay trộm cướp mà lại giữ túi tiền, nên hễ có tiền vào là anh lấy bớt theo bản dự ý, dịch như vậy. Judas giữ người quản lý tiền bạc cho ký đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu, nhưng mà khi mà tiền bạc vào thì anh lấy bớt. Vậy chúng ta thấy Chúa biết không? Chúa biết. Tại sao Chúa không có ngăn cấm liền? Chúa dạy dỗ rất là nhiều, nhưng mà cái thái độ đáp ứng của anh đối với Chúa như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Và cuối cùng thì ông Judas vì cớ tưởng là Chúa Giêsu nên làm vua thì mình cũng được làm quan, thì chắc chắn là mình sẽ có những cái nguồn lợi. Nhưng mà vì cớ nghe rằng Chúa Giêsu đã chết, sẽ chết, cho nên cuối cùng ông đã giải quyết bằng cách bán Chúa, để dù như thế nào cũng vớt vát lại 3 năm bỏ hết công việc đi theo Chúa. Và ở trên cái phần trên chúng ta thấy
không những thời kỳ của Giuđa, ông bị rơi trong tình trạng đó, 12 sứ đồ, ở giờ Giuđa là một trong các sứ đồ. Nhưng mà trong thời kỳ cựu ước thì Chúa cũng đã rất là đau lòng vì cớ dân sự của Chúa, quan trưởng, hồi nãy chúng giờ chúng ta học về những cái quan trưởng đó, hay là những người trong cái chức vụ mà Chúa giao cho tại trên đất này. Quan trưởng thì hối lộ, thầy tế lễ thì dạy dỗ mà dạy về tiền công, tiên tri thì nói về tiền bạc, tiên tri về tiền bạc. Ngày hôm nay có điều này xảy ra mỗi ngày. Và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta cũng bị lùa vào trong cái luồng đó. Khi nên tôi cầu nguyện với Chúa và tôi nói, khi tôi đọc câu kinh thánh này tôi nói, wow, Chúa ơi, xin Chúa ngày giúp đỡ mỗi một chúng con để loại hết những điều này ra khỏi đời sống của chúng con, để chúng con là những con người thật của Ngài. Vì rất là dễ chúng ta bị rơi vào trong tình trạng, và đây là những cái bẫy của Satan để bẫy những người hầu việc Đức Chúa Trời, bẫy những người có ơn. Và nhiều người khi họ sa vào đó rồi họ rớt luôn chức vụ, và nhiều người thì rớt luôn cả gia đình của mình luôn. Trong Luca đoạn 16 câu 10, ai trung tín trong việc nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Tôi đọc lại, ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Khi hầu việc Chúa, mà nhất là hội thánh bắt đầu được ơn đó, tiền bạc Chúa ngày ban phước nhiều lắm. Vì nhiều người họ yêu thương Chúa, họ muốn xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời, họ muốn giúp đỡ hội thánh của Chúa. Nhưng mà nếu một người quản lý nhà của Đức Chúa Trời không kính sợ Chúa thì bắt đầu sẽ sử dụng tiền bạc của Chúa một cách sai trật. Và đây là một điều để Chúa ngày dùng Phaolô để cảnh báo các đầy tớ của Đức Chúa Trời. Vì nếu chúng ta làm, nhiều người nói ô tôi thấy đâu có gì đâu, tôi thấy ô cái công việc đó phải làm như vậy và thấy chức vụ vẫn bình thường. Nhưng mà coi thử cái mối quan hệ của mình với Chúa có còn nữa hay không. Và những điều mà Chúa ngày mong muốn trong cuộc đời của chúng ta cho hội thánh của Chúa, như có phải là điều ngày mong muốn không? Nhiều khi số lượng nó vẫn còn như vậy, nhưng mà đối với trước mặt Đức Chúa Trời, đây là những điều Ngài gớm ghiếc. Và khi chúng ta không trung tín, mới đưa cho 10 đồng thì đã xài hết 2-3 đồng của Chúa rồi, mai mốt đưa cho 100 thì xài hết mấy chục, đưa 1.000 thì xài hết mấy trăm, đưa 1.000.000 thì xài hết mấy trăm ngàn. Nên chúng ta thấy từ cái nhỏ nó sẽ đi cái lớn. Và Chúa ngày mong muốn chúng ta hãy trung tín từng đồng bạc của Chúa. Và đây là một cái điều để Chúa ngày giúp đỡ cho tôi cũng như tất cả các anh chị em. Và tôi nhờ Chúa để bước đi trên điều này. Và trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 4, Chúa ngài mong muốn về gia đình. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho văn phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Gia đình của Hê-li, chúng ta thấy Chúa giao cho ông để lo công việc của đền thờ, nhưng mà Hê-li không làm nổi và con của ông trở nên ngông cuồng, con của ông trở nên phạm tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời và chúng nó bị tiêu diệt. Cho nên Chúa ngày mong muốn chúng ta, ngày muốn chúng ta để giúp đỡ cho con cái của mình. Và ở đây một điều để chúng ta thấy trong gia đình của Hê-li, Kinh Thánh ghi ở trong Sa-mê nhất đoạn 3 câu 13, ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà ngươi đời đời, vì ngươi đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Cho nên ông biết mà ông không dạy, hoặc là ông đã không dạy nó từ nhỏ cho nên nó lớn lên bây giờ nó trở nên bất tị rồi, không làm gì được cả. Câu 30, bởi cái đó Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy. Vì phàm ai tôn kính ta sẽ làm cho được tôn trọng
còn ai khinh bỉ ta tất sẽ bị khinh bỉ lại. Con cái là cơ nghiệp Chúa giao cho chúng ta, và cơ nghiệp đó chúng ta có quyền trên cơ nghiệp. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta rơi trong tình trạng vì quá bận rộn, cho nên chúng ta không quan tâm đến con cái của mình. Từ nhỏ đã giao cho nó cái iPhone, cho nó cái iPad rồi, bây giờ lấy không được nữa. Nó bị nghiện, nó bị rơi trong cái sự dẫn dắt của ma quỷ qua những cái trò chơi, qua những cái điều đó. Bây giờ chúng ta lớn lên, chúng ta nói là tại sao Chúa không thương xót con cái của con, tại sao con cái con nó bị như vậy. Và anh chị em có biết rằng khi mà qua iPhone, iPad, ma quỷ nó chuyển được những cái thông tin của nó, những cái ý muốn của nó lấy đi sức khỏe của các cháu, nó lấy đi những thời giờ, nó lấy đi những cái ý tưởng thực tế, nó sống trong mộng không à, nó sống trong game không à. Riêng phải nhờ quyền năng của Chúa, cha mẹ phải ăn năn, phải xin Chúa tha thứ vì mình đã không dạy dỗ con cái như điều Chúa mong muốn. Bây giờ nó lớn lên, nó quậy, rồi bắt đầu chúng ta khóc, chúng ta than phiền, chúng ta trách, chúng ta đủ thứ. Hãy nhìn lại cái ban đầu đi, cái gốc của nó như thế nào, chặt cái gốc đó đi. Thì chính cái đó Chúa sẽ cứu con cái của chúng ta. Và ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta thấy chúng ta đã dành cho phone rất là nhiều, vì có nhiều người gọi khi mình hầu việc Chúa, nhiều người gọi lắm. Người thì cần giúp đỡ điều này, người thì gây chuyện điều kia, và nhiều điều làm cho chúng ta bị phân trí. Cho nên chúng ta không có thời giờ tập trung cho gia đình. Thì chúng ta phải để một ngày dành riêng cho gia đình. Cho nên nhiều khi tôi đi hầu việc Chúa nhiều nơi, hay là tôi đi dành thời giờ cho nên rất là nhiều, nhưng mà tôi cũng có thời giờ ở riêng với các con của tôi, cháu của tôi, vì đó là trách nhiệm mà Chúa giao cho tôi. Và khi lên nước của Đức Chúa Trời đó, khi vào trong nước Đức Chúa Trời đó, đó là cái mà tôi phải trả lời đầu tiên. Cho nên anh em hãy tỉnh thức từ giờ phút này, hãy xin Chúa tha thứ, xin Chúa giải cứu, hãy để dành thời gian cho con cái của mình. Và nhất là ngày Thanksgiving, tôi không có muốn anh em trên online vì có ngày đó chúng ta rất là bận, nhưng mà hãy để dành thời giờ đó cho riêng gia đình của mình, hiệp con cái lại, biết ơn Chúa, ăn uống vui vẻ, nói chuyện với nó. Và qua cái tình thương, qua cái sự gần gũi đó, vì trong tương lai gia đình của chúng ta nó sẽ nhân lên, hoặc là nó tăng lên, thì chúng ta đã xây cái nền vững rồi. Thì con cái của chúng ta bắt đầu nó sẽ dựa trên cái đó, ngày lễ tạ ơn nó sẽ về, nó để cảm ơn Chúa. Còn bây giờ ngày lễ tạ ơn nhiều khi chúng ta vui với hội thánh, vui với bạn bè, mời hết người này đến người kia vào trong nhà của chúng ta, con cái của chúng ta nó chui vào phòng hết. Vì nhiều khi có những người chúng ta mời nó không thích, chúng ta đánh mất cái giờ quý báu đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta với những ngày lễ hay những ngày nghỉ, hãy để dành thì giờ cho con cái, vì đây là trách nhiệm của Chúa Ngài giao cho chúng ta. Và Ngài sẽ hỏi chúng ta khi chúng ta vào trong nước của Đức Chúa Trời, thì lúc đó không thể nói rằng Chúa ơi con là người giữ nó sao, vậy con không giữ ai giữ, thì con không giữ cho nên ma quỷ nó giữ. Và một điều chúng ta thấy so sánh giữa gia đình của Hê-li và gia đình của Samuel, ông Samuel ông dạy con cái của ông, và khi nó lớn ông giao cho nó những cái công việc, nhưng mà khi nó lớn là vì cớ nó đã siêu lòng tham của, nó không theo gương của ông Samuel. Và ở đây chúng ta khi chúng ta đọc, có thì giờ đọc ở trong Samuel nhất đoạn 8 từ câu 1 rồi từ câu 3 cho đến câu 7, chúng ta thấy Chúa không có trách ông Samuel, vì chắc chắn ông Samuel đã nhìn thấy cái gương của gia đình Hê-li rồi, ông dạy con cái, nhưng mà ông dạy mà nó lại không chịu nhận biết cái điều đó. Cho nên khi nó lớn lên, nó bắt đầu nó vấp phạm trong vấn đề tiền bạc, thì chính những điều này con cái của ông đó, nó đánh mất cái cơ nghiệp mà Chúa dành cho nó. Đáng lý ra đó là cả gia đình sẽ trở nên hầu việc Ngài, vì Chúa Ngài kêu gọi một người là Ngài mong muốn cả cái dòng dõi đó hầu việc Đức Chúa Trời. Nếu anh em đọc Kinh Thánh để ý điều này. Nhưng mà khi con cái mà nó không nhờ cái Chúa thì nó đánh mất cái điều này. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Ngài không có trách Samuel vì ông làm hết lòng. Còn việc đó có thể trong tương lai như thế nào chúng ta không có thấy Kinh Thánh ghi thêm, hay là tôi chưa được biết thêm về con cái của Samuel. Nếu có ai biết thì anh em học tập thì chúng ta sẽ thấy cái kết cục của nó như thế nào. Nhưng mà ở đây tôi chỉ nói về vấn đề giữa hai gia đình. Cho nên chúng ta hãy hết lòng dạy con cái của mình. Và bởi đức tin cảm ơn Chúa là Thánh Linh của Chúa ngày ở trong chúng ta. Cho nên Ngài sẽ giúp đỡ con cái của chúng ta. Vì Chúa biểu chúng ta dạy, mà Chúa không giúp chúng ta đâu có làm được.
Cho nên ngay cả việc dạy dỗ con cái phải cầu nguyện trước khi dạy chúng nó. Đừng có đụng cái là la, đụng cái là hét, đụng là chửi, tại mày cho nên tao mới như thế này, tao đẻ mày ra cho nên tao khổ. Và nhiều cái chúng ta đổ xả con cái của mình. Thì bây giờ hãy quỷ phá tất cả những lời đó và nói rằng: Chúa ơi, đây là cơ nghiệp của con, và xin Chúa ngày ban cho con làm tốt, làm được ơn về dạy dỗ con cái, để con cái của con đi trong đường lối của Ngài. Thì khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Và đây Chúa Ngài cũng muốn một điều là đức tin nó được chuyển vào. Và chúng ta thấy đức tin của bà nội, của mẹ Timothée đã được chuyển qua cho con cái. Ở trong Timothée nhì đoạn 1 câu 5, ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con. Ông Timothée, ông có một cái điều đó là đức tin của ông rất là thành thật. Là đức tin trước đã ở trong lợi ích bà nội con, có nghĩa là bà nội cũng có đức tin thành thật. Ở trong Ơnít mẹ con, mẹ của ông cũng có đức tin thành thật. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Chúng ta thấy người mẹ, người bà, người ông, người cha rất là quan trọng. Cho nên đức tin của chúng ta nó thật á, nó sẽ được biểu lộ qua con cái. Còn đức tin chúng ta nó không thật á, thì chúng ta cũng không biết cách để dạy dỗ con cái. Có những đứa con thì nó gặp Chúa riêng thì cảm ơn Chúa, bắt đầu nó biết được cái đức tin thật mà nó cần phải có. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người làm gương, phải có đức tin thật. Những điều chúng ta nói, những điều chúng ta làm thì con cái nó để ý lắm. Tôi có đứa cháu này, nó copy, nếu mà mình làm cái gì thì nó làm theo. Cho nên tôi cũng rất là cẩn thận. Nên xin Chúa ngài cho chúng ta, để nhiều khi chúng ta nói: Ủa mày học cái đó từ đâu vậy? Nếu mà nó nói cô học từ mẹ chứ học ai, học từ cha chứ học ai. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta, để con cái của chúng ta được kinh nghiệm Chúa trong cái đời sống kính sợ Chúa. Trong Phục truyền đoạn 11 câu 19, hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà, hay là đi được, hoặc là khi ngươi nằm, hay là ngươi trỗi dậy. Có nghĩa là nói 24 trên 24 phải không? Không phải. Nhưng mà khi chúng ta đi đường với con, chúng ta dạy nó. Khi chúng ta ngồi trò chuyện, chúng ta tạo cơ hội để chúng ta dạy nó. Rồi khi chúng ta trỗi dậy, chúng ta dạy nó. Dạy trong cái thời điểm của Chúa, đừng có từ sáng tới chiều đêm nó mà dạy miết thì bắt đầu nó cũng bấm nút nó biến rồi. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta biết cách để dạy con cái của mình nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và trong Châm ngôn đoạn 22 câu 6, hãy dạy cho con trẻ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Ai viết câu này? Ông Salomon. David dạy Salomon rất là kỹ, mà Chúa ngài ban ơn cho Salomon. Nhưng mà vì cớ Salomon đã vì những người vợ, những người đẹp mà ông cưới ngoại bang, cho nên làm cho lòng của ông đã thờ cúng hình tượng. Nhưng mà cái câu này nói cũng có thể cho chúng ta biết là tuổi về già rồi, bắt đầu ông mới nhận ra, ông nhận biết được những điều Chúa ngài đã dạy dỗ ông. Trong Châm ngôn đoạn 29 câu 17, hãy kỷ luật con cái, nó sẽ cho con an lành và làm cho linh hồn con vui vẻ. Thưa bạn chị nghĩ, Châm ngôn đoạn 23 câu 24, cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sinh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó. Nhỏ không dạy, lớn lên dạy không nổi nữa. Có một ông kia, cứ mỗi lần mà ông đi ăn tiệc đám cưới, ông dẫn con ông theo. Và sau đó khi nó lớn rồi, ông thấy nó lớn rồi, ông thấy dẫn đi kỳ, cho nên ông không dẫn nữa. Nói nhà nó mài một cái dao thật là bén. Và sau đó thì tự nhiên ông về, ông thấy cái thái độ của nó, ông rất là sợ. Ông biết không có chuyện, biết chuyện gì, nó làm cái gì đây. Và vì cớ không dẫn nó đi ngày hôm nay, cho nên cuối cùng ông lén lén, ông đốn một cây chuối, bắt đầu ông để lên, và ông để cái gối, ông đắp cái chiếu lên. Nó tưởng rằng là ông ngủ, cho nên nó đã dùng cái dao bén mà dài đó, nó chặt cha của nó. Và sau đó thì nó bỏ nó chạy. Và cuối cùng ông đi tìm con rất là lâu, và nó đã nhận ra ông mà ông không nhận ra nó vì nó lớn rồi. Cho nên nó nói là: Thôi bây giờ ông làm việc cho tôi đi. Cứ mỗi ngày ông ra, ông uống cái cây tre đó, ông uống cho nó cong giùm tôi. Thì ông phải cực khổ lắm, ông uống rồi nó cũng bung lên, uống rồi nó cũng bung lên, vì cây tre làm sao mà uống được. Và sau cuối cùng thì nó thú thật:
với cha rằng nó là kẻ đó và con của ông đó, và nó đã vì cớ cha nó không dạy nó từ nhỏ cho nên nó đã không biết, và khi mà cha nó làm phật ý nó thì nó đã có cái thái độ bất kính và đã phạm tội như vậy, cho nên hai cha con ôm nhau khóc. Thì tôi nghĩ đây chỉ là câu chuyện chứ không phải là sự thật, nhưng mà qua câu chuyện này để giúp cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm để dạy con cái mình, không có đổ lỗi cho nó, hay là không có đổ lỗi cho ma quỷ, mà cũng không có đổ lỗi cho Chúa vì cớ Chúa giao cho mình mà mình không có nhờ cậy để Chúa giúp đỡ, cho nên chúng ta không có thể nào làm được. Bây giờ điều kế tiếp đó là Phaolô ông cảnh báo ông Timôthê ở trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 6: người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng. Rất là nhiều người mới tin Chúa cuối cùng được Chúa ban ơn vì họ có đức tin, hoặc là họ tìm kiếm Chúa rồi bắt đầu hội thánh sử dụng họ, nhưng mà vì cớ nếu họ kính sợ Chúa, họ tiếp tục họ đi con đường đó thì không sao, nhưng mà họ bắt đầu vì cớ họ chưa hiểu biết hết lời Chúa mà, và ma quỷ đưa họ vào trong sự kiêu ngạo hay là vì cớ như thế nào đó thì bắt đầu họ bị sự đoán phạt của ma quỷ. Cho nên Chúa ngài mong muốn chúng ta khi ứng dụng vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời phải có những cái thời điểm để kiểm tra những con người mà cần đưa vào đúng vị trí của họ. Cho nên Chúa ngài dùng ông Phaolô để huấn luyện cho ông Timôthê, vì Timôthê và Tích trong cái địa vị của họ dường như mình đọc và thấy họ bình thường, nhưng mà họ là những người rất là gần với Phaolô, và họ là những người có trách nhiệm rất là lớn của hội thánh trong thời điểm bây giờ, vì chính họ là người có thể lập ra những trưởng lão và giúp đỡ hội thánh của Chúa cho cái thành phố đó. Cho nên Chúa ngài mong muốn mỗi một chúng ta được ơn của Chúa để cầu nguyện cho những người chịu trách nhiệm của hội thánh, có ơn của Chúa mà chọn người. Nhiều khi đưa vào thì được mà đưa ra rất là khó. Đưa ra thì bắt đầu có những cái chuyện cay đắng, ghen ghét, hận thù với nhau đó. Tại sao không cho tôi làm? Một điều tôi tạ ơn Chúa là tôi học được ở hội thánh của Mỹ đó. Nhiều khi họ làm một cái chức vụ gì đó, cái họ thấy họ không làm được thì họ xin mục sư họ không không làm nữa, hoặc là họ làm đến nhiệm kỳ của họ, ví dụ như họ 2 năm, họ làm đúng 2 năm là họ muốn thay thế người khác, hoặc là họ mục sư hay là hội thánh tín nhiệm họ làm lại. Nhưng mà thường thì họ rất là bình an, họ làm thời điểm của họ, họ ngưng thời điểm Chúa ban cho họ. Còn ở đây chúng ta thấy khi mà một người ví dụ năm này mời người đó làm một cái chức vụ gì đó, năm sau không mời là chúng ta thấy cái thái độ nó khác rồi. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này. Chúa ngài sử dụng chúng ta, hallelujah. Chúa ngài muốn chúng ta yên nghỉ, hallelujah. Vì sao? Cái địa vị, cái chức vụ chúng ta ở trong Đức Chúa Trời, ở trong nước của ngài, nó nằm ở trên kia, nó không có nằm ở dưới này. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ chạy đi vòng vòng tìm kiếm, ôi tôi phải làm cái gì đó, tôi phải làm cái gì đó. Nhưng mà khi chúng ta tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ chỉ cho, ô con phải làm cái này, con phải làm cái này. Cho nên hãy hết lòng tìm kiếm Chúa đi, ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta và cho chúng ta để đúng đúng vị trí mà ngài muốn cho chúng ta. Và nhất là nếu Chúa giao cho chúng ta những chức vụ giám mục thì xin Chúa ngài ở cùng chúng ta. Ở trong Ô-sê đoạn 4 câu 6: dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Chúa nói là dân ta, Chúa không có nói dân ngoại. Dân ngoại họ bị diệt là chuyện đó là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ dân của Chúa mà thiếu sự thông biết Chúa, thiếu cái cách làm việc của thiên đàng, cho nên gặp sự rắc rối rất là lớn. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời thì ta cũng sẽ quên con cái của ngươi. Đây là một việc rất là hệ trọng. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta để nhận biết lẽ thật, hầu việc Chúa theo lẽ thật của Chúa, hầu việc Chúa với tấm lòng kính sợ Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh của ngài, thì ngài sẽ chịu trách nhiệm vì chúng ta làm. Nếu chúng ta tự làm, chúng ta phải tự chịu trách nhiệm. Những gì Chúa muốn chúng ta làm, ngài sẽ chịu trách nhiệm. Và những gì mà Chúa ngài chịu trách nhiệm thì rất là lạ lùng, lớn lao. Còn nếu mà chúng ta mà chịu trách nhiệm thì rất là lạ kỳ. Đó. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 5 cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng sự khiêm nhường. Không có sự khiêm nhường, không phục ai cả. Và ngày hôm nay chúng ta thấy cái bản tánh nổi loạn nó ở trong con người.
Cho nên rất là dễ chúng ta nói ổng già rồi, hay là ổng tin Chúa mấy chục năm kệ ổng, bây giờ tôi mới nhưng mà tôi được ơn của Chúa thì mấy ổng tôi đâu cần thiết phải nghe lời, tôi nghe trực tiếp với Chúa. Chúa không phán trực tiếp với những người nào không vâng phục những người mà Chúa đặt để trong đời sống của mình. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta chưa được Chúa sử dụng một cách lớn nào, vì chúng ta có cái sự nổi loạn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy bà Miriam này, đó, tranh giành với ông Môi-se, Chúa xử ngay. Đó, rồi Cô-rê nổi lên chống lại Môi-se, Chúa xử liền. Cho nên Chúa, Ngài muốn con dân của Chúa ở trong thứ tự, ở trong sự vâng phục, khiêm nhường, rồi sẽ đến thiên mình. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Người nào cứ trồi lên, cứ muốn mình là cái này, mình là cái kia, mình phải có chức vụ này nọ. Chúng ta thấy không? Bị dập xuống, bị dập xuống. Người nào họ khiêm nhường, họ tìm kiếm Chúa giao hết việc này đến việc kia. Và nhiều khi chúng ta không thấy họ là có những cái danh phận ở trong hội thánh, nhưng mà trong nước của Đức Chúa Trời, đó là những con người mà Ngài ưa thích. Trong cõi đời đời, họ đã có danh sách của Ngài ở trong đó. Cho nên một là chúng ta tìm những cái gì lợi nơi con người, hai là chúng ta ở trong cõi đời đời, chúng ta được Chúa ban thưởng, khen thưởng chúng ta, thì đó là cái quyền lựa chọn của chúng ta từng giây từng phút. Trong Phục Truyền đoạn 18 câu 20, còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân dân ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân dân các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Chúa cho chúng ta để những gì chúng ta nói, những điều chúng ta làm phải nhân danh Chúa Giêsu mà làm, phải nhờ trong lời của Đức Chúa Trời. Thật sự nhiều khi có một thời điểm chúng ta được ơn, nhưng mà cũng có những cái khoảng chúng ta tự nhiên chúng ta không có được cái ơn đó. Đừng gắng gượng. Và nhất là những người họ có ơn tiên tri đó, nhiều khi Chúa có phán họ rất là chính xác, nhưng mà sau đó thì họ lại không có nhận được, hoặc là họ vì cứ có điều gì đó ngăn trở họ không biết được, nhưng mà cố gắng nói như là cái người đã thấy chính xác, cho nên cuối cùng thành ra là sai trật. Xin Chúa này giúp cho chúng ta, để Chúa không phán đừng nói, hễ mà Chúa dạy Chúa phán hãy nói, Chúa không phán đừng nói. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta. Và nhất là khi chúng ta rao giảng lời của Đức Chúa Trời, hãy ở riêng với Chúa để nhận những điều đến từ Ngài, thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta chuyển vào đến cho người khác. Bây giờ mệnh lệnh cần phải vâng theo ở trong Timôthê đoạn 3 câu 7, người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Một lần nữa, ông lại cảnh báo điều này. Cho nên Chúa ngài cho chúng ta muốn làm giám mục, muốn hầu việc Ngài là điều rất là tốt. Nhưng mà hãy học tập để xin Chúa ngài thay đổi, ngài trang bị, ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta được dự phần vào trong nước đời đời của Ngài. Và nếu một người hầu việc Chúa nhiều khi được ơn ở khắp mọi nơi, nhưng mà về địa phương thì họ lại bị mọi người khinh rẻ, ghen ghét, thì đây là một cái điều chúng ta phải cần để xin Chúa ngài khôi phục lại những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Có thể lúc chưa tin Chúa chúng ta phạm tội, chúng ta sống một đời sống không đẹp lòng Chúa, cho nên bị người ta khinh rẻ. Nhưng bây giờ chúng ta đã tin Chúa và chúng ta đã dâng cuộc đời của mình cho Chúa, thì xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để ngài khôi phục lại. Vì Chúa làm rất là dễ, không có gì là khó cho Chúa cả. Ở trong công vụ đoạn 16 câu 1 đến câu 2, chúng ta sẽ thấy được ông Timothée, ông rất là được nhiều người làm chứng tốt. Và khi ông Phaolô ông đến đó, ông nhìn thấy thứ nhất là gia đình của ông Timothée, là mẹ và bà nội là người có đức tin. Mà sau đó thì ông thấy cái đời sống cá nhân của Timothée cũng là một người có đức tin thật, cho nên ông đã chọn Timothée để trở nên một người, và nhờ Chúa để huấn luyện Timothée trở nên những người kế tiếp trong cái đời sống chức vụ. Trong khi nhất đoạn 2 câu 12, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ gièm chia anh em như người gian ác đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy không? Chờ cái ngày Chúa thăm viếng họ, cho nên Chúa sẽ bắt đầu mở mắt họ, Chúa cho họ thấy Chúa khôi phục chúng ta, Chúa ban ơn cho chúng ta. Thì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con đội ơn thương xót của Ngài, không phải bởi vì
Chúng con là ai đó mà là bởi ơn thương xót của Ngài nên Ngài đã cứu chúng con. Không những Ngài cứu, Ngài rửa sạch, Ngài trang bị, Ngài thánh hóa để cho chúng con là con cái của Đức Chúa Trời, là những người cùng làm việc với Ngài trên đất này. Và chúng con cũng là những người để được đồng trị với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng con biết giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập để giúp cho chúng con là kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, từ một điểm nhỏ và đến những bước cao hơn, xin Chúa Ngài cho chúng con ý thức điều này. Vì Ngài đã mua chính cuộc đời chúng con bằng huyết của Chúa, mà Ngài mua gia đình chúng con bằng huyết của Ngài, Ngài cũng mua hội thánh của Chúa bằng huyết của Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp để khi chúng con ra mắt Chúa, chúng con không có bị hối tiếc, chúng con không có cảm thấy xấu hổ, mà Chúa sẽ nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa ngươi. Con cảm ơn Ngài, con biết ơn Ngài, và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.